Öyle. Sơn steel của sổ rất quạt gì rất màu luôn đây lòng quả trời cái sự quá rõ rồi kìa. Hoa hồ này cũng lông steel của sổ rất quạt rất là ngầu luôn nhau, còn khủng long với năm sừng nhìn rất là đẹp luôn kìa các bạn. Ở đây mình có tam giác lông trái sơ top mấy móng các bạn, rồi một khủng long ba sừng khổng lồ luôn. Còn khủng long này có một cái gai cái làm này, màu vàng nhìn rất là đẹp luôn nha. Nhìn đã chưa kìa, tầm cái lòng trời sợ là đó cũng đang xuất hiện ở đây, một khủng long ba sừng đi rất là chậm chạp luôn kìa. Ui cha, tiếp theo là cái này Velociraptor các bạn, một loài khủng long chạy khá là nhanh luôn. Nhìn cái răng của nó đây đấy, rất là bén luôn nha. Nó có gì cái lằn lằn màu xanh xanh đỏ này, rất là đẹp luôn kìa. Nó cũng phải chỉnh lên luôn. Velociraptor của chúng ta đã xuất hiện, còn một con khủng long màu xanh lá cây nhìn rất là đẹp luôn nha. Qua đây chúng ta tiếp tục với con Stegosaurus khổng lồ luôn. Wow, khủng long gác mái những gai cực kỳ nhỏ này. Cái đuôi nó này hai con nữa. Đây khủng long gác mái cực kỳ to luôn nha, với một cái màu cam rất là bắt mắt luôn. Đấy, nhìn đã chưa? Hai con Stegosaurus với cây khổng lồ trên đuôi các bạn, con khủng long cực kỳ to lớn luôn nha. Đó. Bên đây mình có cả một con ngựa khổng lồ. Wow, đây là mô hình của một chú ngựa này các bạn. Con ngựa nó đẹp chưa kìa. Rồi, cái dáng đứng của nó hay chưa. Thì chúng ta có con Carnotaurus các bạn, con khủng long với hai cái sừng khá là nhọn luôn. Cái khủng long có bốn ngón tay này rất là hay luôn nè. Cái này khá là ngắn nha. Sừng mình nó dài lắm rồi các bạn. Rất là đẹp luôn. Ở đây được có con Carnotaurus với hai cái sừng khá là nhọn, đây là khủng long khá là đẹp luôn các bạn. Nhìn đã chưa kìa. Quá trời những khủng long luôn. Wow, ở đây chúng ta có con hà mã này. Đây là mô hình của một chú hà mã khá là to nha. Cái miệng nó há rất là bự nha. Nhìn con hà mã nó bự chưa kìa, da của nó đẹp đẹp cực kỳ luôn nha. Rất là hay luôn. Đây cái đầu nó này còn nhọn luôn. Hà mã này cực kỳ lớn luôn. Và đây là con hà mã các bạn. Wow, chú hà mã hippo rất là đẹp luôn nha.
ba sinh cho Ceratops họ con gai nữa kìa. Đấy, con khủng long 12 không, 12 màu đỏ nữa này. Nhìn rất là đẹp luôn nha, con khủng long ba sinh này cực kỳ ngầu luôn các bạn. Đó. Nhìn ngầu chưa kìa. Và đây là tam giác long trời Ceratops của chúng ta đây các bạn, rất là đẹp luôn nha, cực kỳ ngầu luôn. Đấy, tiếp theo đây có một con mammoth khổng lồ luôn các bạn, đầm mammoth. Đó, cái con mammoth cực kỳ to lớn luôn. Đó, cái ngà của nó còn vuốt luôn kìa. Đấy. Chưa? Ồ, cái lớp ngà của nó nhìn đẹp lắm luôn các bạn. Cái này là người ta sẽ lấy nè. Hey, và đây là con hoa hoa vuốt các bạn, chú con vuốt khá là to lớn với gặp ngà cong vuốt luôn kìa các bạn, rất là đẹp luôn nha. Và cái vũ khí nó sẽ lâu. Ồ, như một con hoa gì nó khổng lồ và con vuốt siêu bén luôn các bạn. Đây là con sao đó nha, miệng nó hát to chưa kìa. Ồ, một con khổng lồ thuộc bộ vua là long vũ các bạn. Ê, nó có cái long vũ dưới đuôi này. Hai móng vuốt của nó kìa, cực kỳ bén, sắc nhọn luôn. Oh, miệng há rất là to luôn. Và đây Terry Geno và một con Stegosaurus đang tù con Terry đẩy vô con Stegosaurus. Giờ các bạn thấy nó là bộ đánh được dùng móng vuốt đâm một con Stegosaurus chạy luôn kìa. Đây, đây mình có cả một con khủng long ba sừng màu vàng xanh lá cây các bạn, cái sừng khá là nhọn luôn kìa. Đó, cái phần đầu của nó hình tròn các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn đã chưa kìa. Đây là mô hình của con khủng long Ceratops khổng lồ luôn, nhìn rất là ngầu luôn. Đấy, hay giờ là và chơi Ceratops các bạn, wow rất là ngầu luôn, chạy rất là nhanh nha. Đấy. Marimosaurus các bạn, một cái khủng long cổ siêu dài với cổ lên tới 12 mét luôn. Con bấm vô đây, hay chưa? Hay. Hay giờ bấm mình thấy được cái đầu rất là hay luôn các bạn. Có thể mở ra được nha. Đây, mở cái tay ra được luôn. Đó, những cái khớp đồ này rất là hay các bạn, được hẳn cái mắt theo nha. Đây là Marimosaurus các bạn, một chú khủng long với cổ khá là dài các bạn. Đây, thì mình có tặng con Marimosaurus khổng lồ luôn, con khủng long cổ siêu dài cực kỳ to lớn. Con này nó đặng cực kỳ luôn nha, mà đi khá là chậm đấy nhé. Nhìn mô hình rất là đẹp luôn. Wow, nhìn đã chứ kìa. Một chú khủng long cổ dài nhìn ngầu ghê chưa. Một con Raichu khổng lồ luôn các bạn. Wow, nhìn nó ngầu chưa kìa. Wow, nguyên một con hươu cao cổ khổng lồ màu vàng luôn kìa. Ở đây chúng ta có con hươu cao cổ này, các bạn có hai cái sừng này ha. Cái phần đầu này không biết cái này gọi cái gì nữa. Đấy, chú con cổ khá là cao luôn các bạn, cực kỳ cao luôn, lên đến 5,5 mét luôn nha. Con cổ này là rất là to lớn luôn. Thôi vào đây ghi ráo các bạn, một chú hươu cao cổ khá là to nha các bạn. Đấy. Đấy, trước đây là một con Pentaceratops, một con khủng long ba sừng màu đỏ các bạn. Đó, nó có cái sừng màu cái phần tấm khiên màu đỏ trên đầu các bạn. Ngoài khủng long có những tấm khiên lên nhìn rất là đẹp luôn nha. Đấy. Dán đứng rồi nó này, hay giờ con này mà để chân mô hình thì khá là ngầu luôn. Đó, đỏ rực luôn kìa, nhìn rất là hay luôn. Đây là Pentaceratops của chúng ta, đây chạy rất là nhanh các bạn, vì nó giống như con Costaposaurus các bạn, rất là đẹp luôn, nó có cái phần đầu nhô ra với cái khiên nha. Và đây là Brachiosaurus khổng lồ với cái đầu màu đen các bạn, cái người màu vàng. Được làm rất là nét luôn, nó tuy là mô hình bằng nhựa thôi nha. Nhựa đúc ra thôi nhưng mà rất là đẹp luôn. Wow, làm rất là hay luôn. Nhìn đã chưa kìa, cái phần đầu nó hơi đen khó nhìn tí. Siêu khổng lồ với thời tiền sử các bạn, nhìn có vẻ thì nó không có to lắm các bạn, nó chỉ cao lên đến 10 mét thôi nhỉ. Nhìn có cả con Rachio nữa các bạn. Rachio Soros màu tím, cái lưng màu xanh, cái chấm chấm nhìn như màu sao nữa các bạn. Rất là hay luôn nha. Nhìn đã chưa kìa. Đấy, nó bóp kêu được đấy các bạn, hay không? Cái bạn này nó bóp là nó kêu kêu này, hay lắm. Đấy, cái đầu nhìn nó mắc cười ghê nha. Đây là cái hai cái chỗ cái mũi của nó này, cái nó thở này. Đó, thấy chưa? Wow, nhìn con Raichu kìa các bạn, ngầu chưa kìa. Đấy, nhìn rất là đẹp luôn kìa. Bạn này chúng ta có gì đây? Spinosaurus khổng lồ với cái bay lưng màu đỏ nhìn rất là đẹp luôn. Wow, con khủng long màu đỏ rực luôn các bạn. Nhìn như một cái cánh bướm á, cái bay lưng này như cái cánh bướm ngoài mấy cái con tàu á nha.
con này bắt cá khá là giỏi, cái miệng nó khá là dài luôn các bạn. Ngầu chưa kìa. Đấy. Và đây Spinosaurus của chúng ta đây các bạn, đang bắt con cá rất là tốt các bạn. Đấy, những bầy lừng quá đẹp. Đấy, và đây chúng ta có gì đây? Amagasaurus các bạn, một loài khủng long khá là ngầu với những cái gai trên cái cổ này đó. Các bạn có thể thấy cái gai của nó chưa? Đó, đây là một cái mang các bạn, như mang cá nhìn rất là hay luôn. Đó, lớp da sần sùi của nó nhìn đẹp chưa kìa. Đó, hay giờ wow, một khủng long Amagasaurus siêu to. Đó, và đây là Amagasaurus yêu tao với những cái gai trên cổ các bạn, nhìn đẹp chưa? Thôi luôn. Ồ, đây là khủng long bảo chút T-Rex, Tyrannosaurus màu vàng cam rồi. À, con này nó sở hữu cái răng rất là nhọn luôn nha. Đấy, con này có hai ngón tay nữa này các bạn, nhìn rất là đẹp luôn. À, nhìn ngầu dữ kìa, một con lông bào chúa khổng lồ luôn các bạn. Ồ, cái phần này nó làm phẳng phẳng nha, nhìn rất là lạ luôn. T-Rex, Tyrannosaurus của chúng ta đây các bạn. À, nhìn ngầu chưa kìa. Đây, tiếp theo chúng ta có gì đây? Tam giác lông trời Ceratops khổng lồ. À, đây là con khủng long ba sừng cực kỳ to luôn nha. À, nó có cái sừng rất là nhọn nè. Bây giờ cái phần khuôn mặt của nó hình tròn các bạn, nhìn rất là hay ho luôn. Đấy, một chú tam giác lông khổng lồ luôn các bạn. Đây là trời Ceratops các bạn, một chú khủng long lava trời Ceratops ba sừng rất là ngầu luôn nha. Đấy, các bạn thấy đẹp chưa kìa. À, ở đây mình có cả ba chi Cephalosaurus các bạn, một loài khủng long khá là ngầu. À, nó có cái đầu rất là cứng đâu, nhô là một cái miếng mô lên tới 15mm rất là chắc chắn luôn nha. À, bớt vào nó sẽ kêu này. À, ở dưới đây có cái gì bớt vào nó sẽ kêu này. À, chúng ta có một con ba chi Cephalosaurus các bạn. À, chạy rất là nhanh luôn. Đây, hay giờ Carnotaurus của chúng ta đã xuất hiện rồi đây. Quay là khủng long với hai cái sừng các bạn. Oh, nhìn nó đẹp chưa kìa, màu xanh lá cây rất là bắt mắt luôn nha. À, cái lưng nó màu đỏ này, gai không này. Đấy, hay chưa. Con này nó có bốn cái ngón tay nhìn rất là lạ luôn, cái miệng há rất là to đấy chứ. Oh, và đây là Carnotaurus các bạn, một chú khủng long với hai cái sừng khá là nhỏ kìa các bạn. À, nhìn ngầu kìa. Oh, ở đây mình có một con Marsigasaurus các bạn, rất là đẹp luôn. À, một chú khủng long dạng quang màu xanh cực luôn các bạn. Màu xanh đỏ rất là đẹp luôn nha. Oh, Marsigasaurus của mình đây. Oh, nhìn đã chưa kìa. Con Marsigasaurus chúng ta xuất hiện ở đây với hai chiếc sừng khá là nhỏ luôn các bạn. Đó, một chú khủng long khá là đẹp luôn. Đấy, tiếp theo là một con báo hoa mai. Wow, đây là mô hình của báo hoa mai các bạn, nhìn rất là đẹp luôn với những cái chấm chấm màu đen nè. Cây khá là giỏi luôn nha. Đấy, nắp trên cây nó săn mồi cực kỳ tốt luôn. Ờ, nhìn con cheetah các bạn, con cheetah là con loài áo chạy rất là nhanh nha. Parasaurus, đây là khủng long mara đây các bạn. Đấy, một loài khủng long khá là đẹp và nổi tiếng. Nhìn nó khá là ngầu luôn các bạn. Ơi, nó có mồi xanh lá cây nữa này. À, nó có cái đầu mặt nhô ra phía sau nhìn rất là đẹp luôn nha. Đấy, dáng đứng nó khá là lạ. Oh, Parasaurus các bạn. À, nhìn ngầu chưa, con khủng long thuộc họ thằng lằn chỉ màu gần đây. Thấy một con Spino các bạn. Wow, đây Spinosaurus cực kỳ đẹp luôn. À, khủng long Spinosaurus với cái lưng khổng lồ luôn vậy các bạn. À, nhìn dáng nó đẹp chưa kìa. Chúng ta bây giờ đây Spinosaurus các bạn. Wow, chú khủng long này có cái lưng rất là đẹp nha. Con Bara này có màu xanh dương này. Nhìn nó ngầu vậy. Một loài khủng long khá là xinh đẹp. Ở đây mình có một con Parasaurus các bạn, chú khủng long thằng lằn màu gần rất là đẹp luôn kìa các bạn. Ở đây mình có thằng lằn Lesiosaurus. Wow, rất là to luôn, cái cổ khá là dài, nhìn như một con rắn các bạn. Đó, cái phần bụng nó phình phình này, này. Nhìn rất là mập luôn. Đấy, nhìn như con thủy quái hồi lọc đét đó nha. Nhìn hay chưa, đi hệt luôn các bạn. Rất là đẹp. Chúng ta có Lesiosaurus các bạn, con này là bơi rất là nhanh luôn các bạn, ở dưới nước nha, con này các bạn như con rắn. Tiếp theo chúng ta có Stegosaurus với những chiếc gai khổng lồ trên lưng, đây là khủng long gai mái Stegosaurus màu hồng nha. À, có bốn cái gai đuôi nhìn rất là chắc luôn này. À, cái này cái vũ khí của nó các bạn, nó sử dụng để phòng thủ những con khủng long khác nha. À, những cái lớp gai khá là chắc chắn luôn. Và đây mình có một con Stegosaurus các bạn. Với cái gai rất là to luôn kìa các bạn.
và đây là một con dê các bạn. Wow, ở đây mình có con dê màu vàng nè, đấy, màu trắng trắng vàng vàng các bạn, rất là đẹp luôn. Đấy, nhìn thấy chưa kìa, đây có cái sừng rất là nhỏ mà sao nó cay nè. Đó, ở đây mình có con dê khá là to các bạn, chú dê này sở hữu cái sừng rất là nhọn nha, đẹp chưa kìa. Ý, ở đây là bộ đồ phô các bạn, thôi cạp miệng được đây. Đấy, những cái đồ chơi này thì có thể cạp được cái miệng nha. À, thấy chưa, bấm cái đuôi nữa nè. Đấy, nhìn rất là xịn luôn. Bộ đồ phô sơ đó đang chạy rất là nhanh kìa các bạn. Đó, chạy cực kỳ nhanh luôn. Đó, ngầu chưa? Ngầu chưa? Đây là Dinosaur Sword khổng lồ với hai mang các bạn, khủng long với hai cái mang phình ra khi mà gặp những khủng long to lớn hơn. Cái răng đó này. Con này được đúc rất là đét luôn nha. Bự cực kỳ luôn các bạn, một khủng long khổng lồ luôn. Nhìn ở trên cái con Dinosaur Sword khá là to này các bạn. Ấy, nhìn rất là đẹp luôn nha. Đây có khả năng giết long chơi Seraptop luôn các bạn, một cái nút bấm rất là hay nè. Bấm vào nó sẽ kêu này, xịn nha. Bấm vào nó sẽ kêu nha. Đấy, và đây là cha Seraptor của chúng ta đây các bạn, đấy ngầu chưa kia các bạn. Rất là đẹp luôn. Con này là phù này các bạn. Đấy, con long hai mang rất là ngầu luôn. Đấy, nhìn đã chưa kìa. Hai cái này có phần ra nhìn như có bảy sắc màu vàng ấy nha, đẹp cực kỳ luôn. Chúng ta con đây là phù sâu đó các bạn, rất là ngầu luôn kìa, con khủng long hai mang rất là đẹp luôn nha. Đó. Đây là Indoraptor các bạn, wow, là khủng long được lai tạo ra chứ không có nhân thể điện sử nha. Đó, chú khủng long này có khả năng săn mồi rất là tốt luôn. Đấy, răng nó bén chưa kìa các bạn, nó có những cái răng rất là bén luôn nè, cái móng vuốt của nó này nhìn đẹp chưa kìa. Wow, cái làn da trên người giống như nó quá đẹp luôn kìa. Vua đây là con Indoraptor các bạn, chú khủng long nhìn ngầu chưa kìa các bạn. Đó. Đây là iOS các bạn, Indoraptor nó được lai tạo từ rất là nhiều gen khủng long luôn. Nhìn răng của nó, nhìn cái răng nó sẽ đã luôn này. Đấy, cái móc, con móc nó bị nó một cái hốc sâu lắm. Nhìn đã gì, nguyên vùng con khủng long khổng lồ luôn, có khả năng bảo màu trên môi trường rất là xịn luôn, bự ghê nè, bự hơn bàn tay luôn. Và đây là Indominus Red các bạn, một chú khủng long khá là đẹp luôn các bạn. Nhưng mà có lẽ thay đổi màu sắc này môi trường rất là thú vị. Đây là Mosasaurus thương long của thời tiền sử các bạn, qua cái miệng há này to chưa kìa. Đây là thằng lằn biển khổng lồ của thời tiền sử nha. Nhìn đã chưa kìa, con thương long Mosasaurus này cực kỳ to luôn nha, những cái gai. Nhìn đã chưa. Đây là bốn cái mái chèo đó các bạn. Đấy, là khủng long này cực kỳ đẹp luôn nha, nhìn là những cá sấu với một con lằn lằn đó. Đây là Mosasaurus bọn thương long thời tiền sử nha các bạn. Nhìn ngầu chưa kìa, đẹp luôn. Wow, đây một con Rachio khổng lồ, Rachio sâu rất cực kỳ to lớn luôn. Được làm bằng chất liệu cao su khá là nhẹ. Nó bự cực kỳ luôn các bạn. Đấy, xịn chưa. Đấy, và đây là Rachio sâu rất các bạn. Nhìn đã chưa kìa. Wow, yêu một khủng long bạo chúa khổng lồ. Con này rất là bự luôn. Cái miệng nó há được kìa. Mở miệng ra được luôn nha. Con ngón tay này nó rất là hay luôn này. Một cái nút ở dưới đây là bấm vào nó sẽ kêu các bạn, nhưng mà cái này như chưa thêm pin nên nó sẽ không có kêu được. Khủng long bạo chúa chúng ta đây rồi các bạn, khá là to lớn luôn. Còn khủng long Tyrannosaurus rất các bạn. Khủng long khổng lồ luôn rồi. Thấy chưa. Ấn rồi nó há miệng ra tự nhiên luôn các bạn. Wow, mọi người quá trời, đi một lần luôn vậy, một sự tập khổng lồ luôn.